nó đã ăn nhiều món dễ sợ. Mấy? 7 à? Chị cũng đâu có nhớ đâu. Thuận là sinh năm mấy ta? 3. Ủa, nhỏ cái ly à? Ừ. Mùa Phật. Ủa, Thuận cái ly bằng chị bữa giờ mà lo. Ừ. Chị lo anh nợ lắm đúng không? Chị khỏi xuống. Nói chuyện kết na rồi. Na lên xuống cái kết na rồi. Thôi. Na giỡn giỡn anh kết rồi. Na vui chứ. Cô bé hay sợ. Hay sợ mà thường chị bị la. 2 ngày 3 ngày nha. Chị nghĩ có 2 ngày. Sói nghĩ lại nữa. Ta đoán được mà. Ta đoán được cái Cái ly đó. Ly để coi cái mỏ cái ly ra mới dọn này liền. Chị là chạy tới nơi. Mỏ ré ghê đâu. Dưới nó này yên. Dì sợ cái miệng liền. Bà Chanh xuất hiện liền. Bị Phú Phú Huy giảm cân. Cái do chụp hình cho mà lo nhiều. Ê, cho chị xíu bông nước muối em. Không ok đi. Trừ lương. Chị có được cái chị dừng nữa mà là hù khang hay. Có chừng nữa không mà hù khang khỏi lấy lương nữa luôn. Nặng đô lắm đi nghe hù hù khang thèm thèm lấy lương nữa chừ. Ừ. Thôi liền không 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 dụ được à, không dụ nguyên được ba. Chị đeo khẩu trang kia chị chịu không nổi. Không cần dài kia chị. Ừ. Không cần đeo chẳng có thử. Lạnh không? Không được.
hôm qua qua nhà tất niên rồi mà. À qua đó hả? Ai? Ông Hiệp. Ừ. Mà ông về sớm á. Bình thường thôi gì đâu. Ông âm lại rồi. Nè, ông đó cái giọng còn cái giọng của mấy người bị cổm á. Nhưng mà hắn âm lại là thôi đi. Là lên thôi đó. Ừ. Bình thường mà. Âm là ngày đi đón khách rồi đó. Đừng có bị. Cái chi vui đâu nè, sẵn đi dắt xe đi chơi đó biết. Ừ. Nó âm lại rồi. Thôi em về nó ngồi. Ta chẳng sợ muốn chẳng dính. Bị rồi là trong vòng phải 3 tháng, 2 tháng rưỡi mới bị lại. Băng hôm qua cũng qua đi chơi rồi mà. Qua nó qua tiệm mình rồi mà. Băng bình thường trời. Thấy âm rồi mà. Ngủ quá còn không dính mình lo. Mà mấy người cứ hay lo. À mấy con đi chuẩn bị về quê nên sợ. Mà bữa nay về quê không bình thường mà. Bữa nay họ sống chung mà. Trừ một chiếc đói. Hay là ở nhà. Đó là chiếc dịch. Dịch đâu cháy đâu. Dịch nó không cháy mà cháy đói. Chiếc đói nhanh. Mở cửa đâu mới vào. Tiếng mày là tao vào. Ừ, tiếng mày là tao vô hả? Đó, trời tao vô đó. Em đang rửa mặt mà. No rồi Phương. Rồi có sức rồi đó. Ý là tâm lý thôi chứ không có đau chi trơn á. Sợ. Ừ. Em thấy dương. Hả? Ủa đồ, có không? Có không? Thiệt hả? Bất ngờ nha. Tìm chị cho đẹp, hôm qua chị lo mấy tìm anh cười cho khách nè. Cho cả nhà mình luôn chứ. Ngồi nói chuyện xong hốc một thằng em qua. Em nó làm liền chứ còn không dễ chi rồi không lo. Không lo cũng sợ cháy đó. Nó làm liền cho nó nóng. Mà đỡ mà. Hôm qua lo mày vui sợ. Không chịu nói, không dám nói nó nhẹ nhỏ nhẹ sợ. Chạy. Không tin cho mẹ cho mặt bà khắc khổ quá. Nó bị sâu, bị ấy mà đi cũng sâu. Hôm qua ngồi nhìn sâu mà hai cái má sẽ xuống nữa mà lo sẽ giống như là thì đó, nên ngày hôm qua nó khéo để đừng có sửa gì hết cái giọng căng đi đã, căng không xuống được lên là không xuống được liền. Mê mê mình giọng căng là đẹp liền. Tỉ mắt đấy mà lo ngay, hồi xưa đẹp lúc mà quen chút mà lo thấy ốm là đẹp cái liền ạ. Chính xác rồi. Ủa mình chụp hình hoặc là làm cái chi cũng đẹp thế. Còn bây giờ nó vui vậy. Mấy con tiện hơn mình làm cái đường chứ là chết mà tự. Thiệt mà cũng được hơn nhiều mà cái lấy. Được hơn cái đang như mấy lần mà nó vậy tất cười. Ờ. Đùa ha. Chê dễ sợ. Xưa xưa bi cây đó mà ló. Mẹ cây này mới chụp hình mới xài app còn vừa vừa vậy phải thôi chưa. Rồi bi mới cây hình mới chụp hình đang ở trong hình vẫn ngồi không ra kìa. Mới chụp. Chụp ra mà nặng chụp không? Chụp áp vừa vừa thôi, nhớ cười, nhớ sợ. Gì đó? Không biết. Em muốn đăng nhìn qua nghe. Thì là nói, mình nói xấu gì? Đâu nói xấu ở đâu? Cái lấy mà sợ gì? Mày không mà lo nè. Đều cái đó một mình cái ly nha, cái ly hộ lo nè, đó. Mày lo có đen nè. Đeo nhìn cái lỗ mũi nè.